Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Video này thì Khải nói chung là đang có người bán 6 cuốn tại vì kênh đó. Là Khải mua luôn em ơi. Hiện tại Khải mua với giá thì 1k3 một cuốn, 1k3 nhân cho 6 cuốn à. 7.800 xu. 7.800 xu. 6 cuốn nữa nhưng là Khải mát luôn nè. Tại vì bữa giờ Khải nút khá là nhiều rồi. 7.800 xu. 7.800 xu nha anh em. Đó. Ok. Rồi. Rồi. Nút sáu cuốn này là những mắt tại kinh em ơi. Rồi bắt đầu chuyển sang mua vào lắm bằng tịch. Chung là Khải sắm tại kinh trước. Giai đoạn đầu thì cũng luôn đam to quá không dám sắm vào lắm bằng tịch nè. Sắm vào lòng tịch đam to quá sợ chết ấy. Là Khải đầu tư tại kinh trước. Sáu cuốn là như là mát rồi. Nhớ không nhầm là mát hoặc là thiếu một đến hai cuốn thôi nè. Tại vì Khải không mua lại nhắc trong bàn mỗi khi xem bot á. Anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ để ủng hộ video cho anh em. Nói chung là Khải chơi game thì cũng đầu tư này nọ cho anh em xem đỡ ạ. Rồi ạc nắm mạnh lên. Rồi đánh tống kim này nọ cho anh em xem ủng hộ là được rồi. Chứ Khải cũng không quan trọng gì cả. Chủ yếu anh em vui là được. Nói chung là muốn khỏe muốn mạnh thì cũng phải đầu tư đồ này. Đầu tiên là đồ đến vào lắm một tịch tại kênh các kiểu nè. Nên là Khải cũng đầu tư cho anh em xem. Nhớ còn nếu mà thiệt tình nếu mà Khải chơi mà chơi tàn Khải không đầu tư thì Khải vẫn được bình thường thôi. Nhưng mà điều là nó không được cái hạng cao hơn. Đồ đạc không được đẹp thôi. Rồi nút này mà cuốn này. 8 9 10 à thiếu 2 cuốn nè. Rồi, thiếu 2 cuốn nha, 13 cuốn à. Nhiều. À thiếu 2 cuốn, thiếu 2 cuốn. Thiếu 2 cuốn nữa mất. Rồi có mua giùm. Rồi. Đó, giờ là tăng vô máu thôi nè. Anh em thích tăng Khải nghĩ tăng vô máu sức mạnh ta. Vì tăng sức mạnh và nhiều giờ cũng giờ chót lắm. Máu là 21. Hai tăng máu đi mày, tăng sức mạnh 16. 2k2. Ok. Thấy vậy con lồn lên tí máu kẹp theo nghe mi anh em. Mà cái lượng máu mà sinh khí cao á, vô nghe mi nó double máu gơ lắm. Chứ không phải tính theo máu này đâu nè, không tính theo kiểu trên này. Nó tính nghe mi theo cái kiểu sinh khí nè. Sinh khí càng cao thì nghe mi double càng cao. Rồi, ok. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải một like, một chia sẻ nè mày. Tối qua đánh một rừng boss không có gì hết, hơi chán đời nè mày. Nên là Khải không biết có nên ra bắt 10 hay không. Đó, lên bài boss Khải có một rương này, bên này còn 15 cái nữa. Không biết nên ra bắt 10 không, tại vì xanh mà phá quá. Không làm anh được em, xanh phá quá là chả làm được gì. Nhiệt độ không hay mà đánh boss cũng không canh máu được. Thôi anh em xem video này đừng quên cho một like nha. Nhớ một like một chia sẻ nha anh em. Một like một chia sẻ đỡ Khải cố gắng up theo vào lắm một tập tay kênh cho ạc nha anh em. Ok anh em, bye bye anh em nha. Hiện tại nói chắc chắn video này anh em sẽ hỏi sao hạng nó xuống hạng 9. Khải không hiểu nè mày. Server bị hạng, cái kiểu hạng Khải khó chịu quá nè mày. Anh em xem này, server đang bị lỗi hạng trầm trọng luôn em ơi. Khải báo ADR rồi mà không biết ADR xử lý như thế nào. Đến bây giờ thì Khải mới có 96 rồi. Khải không hiểu em ơi. Nói chung là tự nhiên cứ rớt hạng mỗi ngày, một tuần rớt điện hạng, một tuần rớt điện hạng, khó chịu vãi nồi em. Thà mình biết được mình bao nhiêu cấp và mình đang thu ông nào thì mình biết đường mình chạy vào, mình cố gắng em. Ta không biết thu ai luôn em. Đây cập nhật hạng bị lỗi nè, anh em nhìn nè. Trên này Khải 101 gần 102 nè, trên này mới báo có 96. Khải xin phép bó tay rồi. Ok anh em xem cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Bây giờ Khải chắc là ộp đi ăn cơm rồi anh em ơi. Bye bye mọi người.